Việt Nam Airlines sẽ bay hai chuyến thẳng tới Hoa Kỳ để đưa công dân Mỹ về nước giữa lúc Việt Nam tiếp tục cấm các chuyến bay quốc tế nhằm hạn chế sự bùng phát của đại dịch virus corona, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Chuyến đầu tiên dự kiến khởi hành ngày 2 tháng 5 tới San Francisco ở bờ Tây nước Mỹ và chuyến còn lại sẽ rời Hà Nội ngày 10 tháng 5 để tới Washington DC thuộc bờ Đông. Nhiều người nước ngoài và khách du lịch bị kẹt tại Việt Nam từ khi Việt Nam cấm các chuyến bay quốc tế hôm 21 tháng 3 vì COVID-19. Một số chuyến bay quốc tế đã được phép cất cánh từ Việt Nam trong thời gian qua để đưa công dân nước ngoài bị kẹt về nước. Hôm 27 tháng 4, hãng hàng không Siberia Airlines đã đưa hơn 180 công dân Nga bay về nước từ cảng hàng không Cam Ranh, Khánh Hòa. Các chuyến bay hồi hương công dân Anh và Ý cũng được thực hiện trong những tuần gần đây, theo truyền thông trong nước. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, giá vé cho công dân Mỹ đáp chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines sẽ tùy vào số lượng hành khách tham gia chuyến bay và có thể sẽ cao hơn giá vé một chiều thông thường từ Việt Nam tới Mỹ.